Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về mô hình nuôi chó mình đang thực hiện dành cho những bạn đang có ý định muốn nuôi chó nha. Đây này, các bạn nhìn xem. Đây. Thì cái này đến 5 giờ chiều rồi thì đến giờ chó ăn, cho nên là anh em mình đưa sang cho chó nó ăn. Thì thức ăn mình chế biến thì nó ở bên nhà mình, thì nhà mình thì ngay đây thôi. Đây là bên đây là khu đất của bà chị. Bà chị lâu ngày bà không ở rồi, mình hỏi mượn để mình nuôi chó và bà đồng ý cho mình mượn. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Xung quanh đây tường bao cao này. Tường bao cao này, cổng chắc chắn này. Đây này, nhà to này. Nhà bếp này. Đây, nhà to thì đóng cửa. Nhà to thì đóng cửa lại. Còn là nhà bếp thì cho chó nó vào tránh nắng tránh mưa. Thì chó nó ăn uống ở ngoài sân đây thì nó sinh hoạt ở ngoài sân đây, thì khi nào nó đi vệ sinh thì nó đi ra nương đây, các bạn thấy đây. Nương đây toàn nó uống. Dạo trước thì đất nó khô, chó nó cũng thường xuyên ra. Thì đến bây giờ bắt đầu mưa xuống cái này chó muống rất tốt. Còn đây, giới thiệu với các bạn. Đây là cái khu vực này là mình đang xây tường bao lên, mình ngăn lên. Mình đang có ý định là cải tạo lại, mình lập mái và làm nền. Rồi làm cửa để mình lại tiến hành này thả thêm khoảng 10 con chó con nữa. Thì đàn chó của mình thì mình bắt về nuôi từ khi đang còn nhỏ. Đến giờ là hiện tại bây giờ là được khoảng hơn 4 tháng rồi. Đối với những con chó con, chó to. Còn đối với chó con là cũng được khoảng hơn 3 tháng, cách nhau khoảng 1 tháng. Thì mình thấy nó cũng ổn rồi. Như con này cỡ khoảng đến 10 15 cân này. Những con này 14 15 cân này. Những con nhỏ thì cũng đến khoảng 11 cân rồi. 11 12 cân này. À, bạn thấy chúng nó ăn rất ngon này, mà ăn gì một chút xíu là đã hết rồi. Đây. Thì bình thường á mình nuôi chó về, nhưng mà con chó nó phải 5 đến 6 tháng nó mới bắt đầu là con mình mới có thể là xuất được, cho nên là mình đã tiến hành là nuôi kết hợp, gọi là lấy ngắn nuôi dài, và mình có nuôi thêm khoảng 30 con ngan. Đây, khu vực ở bên ngoài đây thì mình có nó ngăn ra để mình nuôi ngan đây. Bạn thấy đây, mình đã ngăn bằng B40 đây. Đây khoảng 30 con ngan. Đây là khu vực nuôi ngan của mình nha các bạn. Đây là mình có xây dựng cái chuồng cho nó buổi tối nó vào nó tránh nắng, ngày nó vào là tránh nắng, đêm nó vào là tránh sương, tránh mưa tránh nắng. Còn ở ngoài đây là vườn cho nó đi lại, nó ăn ra nó bứt rau bứt cỏ nó ăn. Thì đây rau muống anh em mình vừa cắt này. Đấy. Rau rất là tốt. Đây thì để phục vụ cho việc nuôi ngan và nuôi chó thì mình có đầu tư hẳn một cái máy xay chuối đây. Nó chả tốn kém bao nhiêu đâu, nhưng mà nó tiện. Vì sao tiện? Là vì là mình có thể là tận dụng được rau muống ở đằng trước nhà và một bên hông nhà chỗ khu vực nuôi ngan để xay. Xay thì mình chỉ cần xay 2-3 lần thôi là nó nhuyễn đều đẹp. Đây các bạn nhìn thấy, anh em mình mới xay xong này. Đây thì mình xay một lần vậy là cho ăn cả ngày. Cho ăn bây giờ. Cho ăn bây giờ và sáng mai, trưa mai, buổi chiều mai anh em mình lại xay tiếp. Còn ngoài ra thì
mình cũng tận dụng là lấy cả cây chuối, lấy cây chuối để xay. Thì cây chuối xung quanh nhà đây cũng trồng nhiều, mà hai nữa là nhà dân quanh đây họ cũng nhiều, họ không chăn nuôi, họ cho nên họ cho mình có thể tận dụng. Đối với con ngan ạ, nó thì tầm khoảng 3 tháng, hơn 3 tháng là đã xuất được rồi. Thì lấy tiền thu nhập đó thì mình lại lấy ngan nuôi dài, và nhiều khi là đầu tư mua đồ ăn với này, mua giống chó rồi chi phí này nọ cho con chó. Con chó này nó ăn nhiều, nó ăn ăn no rồi, nhưng mà bây giờ thấy thức ăn của ngan vẫn đang còn thèm lèm lèm ạ. Đang theo cả bầy. Đây, mình anh em mình đang tiến hành cho ngan ăn. Thì cho ngan ăn đơn giản thôi, rau xay rồi ngô rồi cá nấu lên, hoặc là cá cấp đông ra chặt ra cho nó ăn sống luôn. Ăn rất nhiệt tình. Thì đối với mô hình mình đang áp dụng đây á, thì mình mượn của nhà bà chị, cho nên là thứ nhất là mình cũng không dám đầu tư nhiều. Thứ hai là mình cũng không phải đầu tư nhiều, vì là nó đã có sẵn đồ, sẵn sẵn hàng rào và cổng cửa hết rồi. Rồi chi phí để mình đầu tư thì nó chỉ khoảng 5-6 triệu thôi. Cả tiền giống, mình chỉ có xây cất mỗi cái chuồng ngan với lại một số bức tường đó thôi. Còn ngoài ra nếu mà các bạn mà mới khi mà có thực hiện theo mô hình này thì các bạn mua thêm những cái xích nhá, xích cho nó từ nhỏ cho nó quen. Bây giờ như chó giờ lỡ lên xích nhiều khi nó kêu, tại vì là mình cũng không ở đây cho nên là nhiều khi đêm mình không thể kiểm soát được, chúng nó sủa nó làm mất trật tự, ảnh hưởng đến mọi người. Đây là mô hình mình giới thiệu để cho các bạn mới nuôi có thể là tham khảo. Vì là sao? Vì là mình tận dụng được những khu đất bỏ trống này. Thứ hai là tận nó đỡ được bao nhiêu là khoản chi phí. Mà mình có thể làm vừa lấy kinh nghiệm, để có gì mai mốt mình có thể là phát triển những cái mô hình nó lớn hơn mà có nó quy củ hơn. Đây, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, để mình hôm sau mình sẽ ra những video tiếp theo, ví dụ như là cách phòng tránh bệnh đường ruột cho chó này, chọn chó khôn chó đẹp này, rồi chăm sóc chó con này, chăm sóc chó lớn này, chế biến thức ăn cho chó này, rồi những cái kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua khi mà nuôi chó. Thì ngoài ra mình ở đây có mười mấy con, nhưng ngoài ra ở nhà mình cũng có, mình còn nuôi 4 con nữa các bạn ạ. Lát mình sẽ quay cho các bạn xem. 4 con thì trong đó là 2 con chó lớn và 2 con chó mẹ, 2 con chó con. Các bạn có thể tham khảo nha. Về cái việc nuôi ngan thì mình có đầu tư máy xay chuối, cho nên là nó tiết kiệm được rất là nhiều thời gian công sức cho mình. Thứ hai là cái cho ăn con ngan nó cũng dễ ăn, xay không cần phải xay kỹ. Mà thu hoạch xuất chuồng nó cũng sớm, cho nên là mình cũng có thể là xoay chuyển đồng vốn. Đây các bạn, nuôi như thế này thì chó nó rất là thân thiện, nó rất là quấn người, khác với là nuôi chuồng, nuôi nhốt. Mà nói chung là chúng nó cắn lộn cũng ghê, nếu mà không có mình ở đây thì chúng nó cắn lộn cũng ghê. Ăn tuy là con nào con nấy ăn bụng rất no rồi, nhưng mà nó vẫn đang còn thèm ăn. Đây các bạn nhìn thấy đây. Ok, bây giờ mình sẽ quay mấy con chó ở nhà mình nuôi. Tổng cộng mình đã nuôi đã gần 20 con rồi. Đây các bạn, đây là mấy con chó mình nuôi ở nhà đấy. Đây thì nuôi ở nhà như thế này thì đêm ấy phải xích đến, chứ không là nó đêm để cho nó ra đường là câu mất. Đây là em này là chó lai Phú Quốc này, đây là chó lai béc dê này. Con to này mình đang định để làm giống, con này thì nó vừa mới sinh sản xong thì mới xuất một lứa cho con. Đây là con này cũng là chó lai Phú Quốc này, còn con này là chó cỏ.
mà nó có móng đeo, có vết lưỡi khôn, thì mai mốt mình sẽ bán cho họ nuôi.